Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Crayon sách bài tập Workbook. Hôm nay chúng ta làm trang 25, Skill Frustrate, trang 25 nhé. Đấy, trang 24, 25 này. Chúng ta đi vào bài nghe, trang 25 là bài số 4. Hãy nghe ai đó đang nói chuyện về bản thân của cô ấy và quyết định câu nào đúng sai. Celia cùng tuổi với speaker, với người nói chuyện. Celia thì rất là vui vẻ và hào phóng. Celia nhớ người bạn của cô ấy khi cô ấy đi du lịch tới một cái nơi, những cái nơi. Câu 4, Celia có một hobby. Câu số 5, hobby là sở thích nha. Câu số 5, cô gái đầu tiên, the girl, quên, cô gái lần đầu tiên gặp Celia ở bus stop, trạm xe bus. Giờ chúng ta nghe này. Write on 7 Workbook by Jenny Dooley. Copyright Express Publishing. All rights reserved. Skills Practice A. Exercise 4, page 25. Celia and I are best friends. Celia và tôi là bạn thân. We started secondary school together. She's 17 and I'm 16. She's 17 and I'm 16. Tức là một đứa thì 19 tuổi và một đứa thì chỉ có 16 tuổi thôi. Đây, nghe lại. She and I are... Exercise 4, page 25. Celia and I are best friends. We started secondary school together. She's 17 and I'm 16. She's 17 and I'm 16. Vậy là câu số 1 là sai. Sai là W, wrong. She's tall and slim with Cô ấy cao và gầy. Curly brown hair and Blue eyes. Curly brown hair là tóc xoăn nâu và brown eye là đôi mắt màu blue eye là đôi mắt màu xanh. Celia is cheerful and Celia is cheerful. Makes the people around her feel happy. Và làm cho mọi người xung quanh cô ấy rất là cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. She's generous too. She's generous. Vậy là câu số 2 đúng rồi. Celia rất là cheerful và generous. Câu số 2 các bạn sẽ viết là chữ R. Right, đúng. And always buys me a present when she goes away on a trip. Celia is a very good artist too. Celia là artist, tức là có tính nghệ thuật đó. Taught me how to sketch. She also does judo to keep fit. Cô ấy tập judo để keep fit giữ dáng. When I started secondary school, I was new to the area. On my first day, I set out from home on foot, but I got lost. I asked directions from a girl at a bus stop, and with her help, I found the school. Guess who I saw when I entered my classroom? The girl from the bus stop, Celia. Rồi. Đại loại là cái câu mà cái ngày đầu tiên con nhỏ kia đi học ở trường trung học cơ sở thì nó bị lạc đường và nó đã gặp Celia, nó đi bộ nha, nó gặp Celia. Và nó lạc đường và Celia đã giúp nó ấy. Rồi chúng ta nghe lại cái đoạn này. I started secondary school. I was new to the area. On keep fit to be how to sketch. She also does judo to keep fit. Rồi judo để giữ dáng, tức là một sở thích là đúng rồi. Vậy câu số 4 là right. When I started secondary school, I khi mà tôi bắt đầu đi học, was new to the area. On my first day, I set out from home on foot. But ngày đầu tiên tôi đi từ nhà tới trường bằng chân, tức là đi bộ tới trường. I got lost. Tôi bị lạc đường. Vậy thì cái câu số 3 là sai, không thể là đi du lịch được mà là câu số 3 là đi bộ tới trường là gặp Celia. I asked directions from a girl at a bus stop, and with her help, I found the school. Và nó giúp đỡ tôi và tôi đã tìm được trường. Guess who I saw when I entered my classroom? The girl from the bus stop, Celia. Rồi, đáp án. Câu 1 là sai, câu 2 là đúng, câu 3, câu 3 là đúng à, câu 4 là sai, câu 5 là đúng. Câu 1 là sai, câu 2 là đúng, câu 3 là đúng. Celia nhớ rằng... Celia nhớ rằng bạn của cô ấy, nhớ ra người bạn cô ấy khi cô ấy đi tới một cái nơi. Câu này đại loại là sao nó nói vậy là sao ta? Celia nhớ bạn cô ấy khi cô ấy đi tới một cái nơi. Celia có một sở thích. Cô gái
Lần đầu tiên gặp Julia ở bus stop là đúng rồi, chắc chắn là đúng rồi. Và chúng ta chỉ cần coi lại câu 3 và câu 4 một chút xíu. Julia is a very good artist too and taught me how to sketch. She also does judo to keep fit. When I started secondary school, I was new to the area. Taught me how to sketch. Is a very good artist too and taught me how to sketch. Celia is a very good artist too and taught me how to sketch. She also does judo to keep fit. Này, nhỏ này không phải là một sở thích mà nó còn có vừa là judo và vừa là artistic nhá. Mỹ thuật đó. Vậy là cái câu số 4 là sai là đúng rồi. When I started secondary school, I was new to the area. On my first day, I set out from home on foot, but I got lost. I asked directions from a girl at a bus stop, and with her help, I found the school. Guess who I saw when I entered my classroom? The girl from the bus stop, Celia. Right. Đáp án.